rồi á là không thể tưởng tượng nổi. Cái tay của vị nào thì cụt ngón tay cụt ngón chân hết trơn mà đi lại á, rồi đeo theo con đùm con đê, có người không thấy đường mà đẻ năm đứa con rất là khổ. Thì hôm nay á, là Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị đồng hành để mà xem thực tế bà con nghèo ở tại Gia Lai này, mù mà thậm chí á, là trồng khoai mì mà không được ăn củ khoai mì, bẻ cái đọt hay là những cái đọt rau dại để mà ăn nữa thì thấy rất là xót xa. Nên hôm nay á, là tất cả quý đồng đạo ở miền Tây cũng hợp lực cùng với tất cả quý mạnh thường quân đã gửi quen Châu Phú tài đến các kênh YouTube với bà con cư sĩ và tu sĩ và sư thầy luôn đi đến đây để mà thăm những cô chú anh chị đang bị bệnh, thì không biết nguyên nhân như thế nào mà 80% đã bị cùi hết, quý vị cũng rất là đặc biệt. Thì hôm nay Châu Phú xin giới thiệu đây là một bà cô đồng hành với chúng ta, thì chúng ta có thể giới thiệu thì phải nói là một cái niềm vui rất là quý báu lớn lao. Theo cái lịch trình thì đoàn cũng đã trong cái mùa lũ vừa qua thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã ra tặng những chút hỗ trợ rất nhiều cho chú nhà quý vị đồng đạo. Cho nên đặc biệt thì đoàn cũng đã xem xét nghiên cứu kỹ về trong cái khu vực địa bàn của Gia Lai, thì có những cái làng quê đặc biệt mà khó khăn nghèo, và đặc biệt nhất là hôm nay thì là mình đến tặng làng quê để thăm ba cái làng cùi, thì đã tận mắt thấy quý vị mình biết rồi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị mình đây là Châu Phú, Châu Phú đại diện các mạnh thường quân để rồi hỗ trợ những tín tài trong cái chuyến cấp quà này. Đây là Ba Lộc, rồi chuyển qua miền Tây là thằng Ngọc Tâm, thằng Sinh Lý, ở đây là cô Tư Thanh Thỏa, rồi Thị Nguyễn Lê Trang. Có chú Út Tấn hả? Thì hôm nay phải nói là một cái điều là tất cả quý đồng đạo mình đã đồng hành đến cùng nhau hoàn thành trong một cái chuyến đi đặc biệt nhất, và hôm nay đã khám phá đầy đủ đến ba cái điểm, ba cái làng cùi. Thì đây là thể hiện cái tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là việc nhà quý bạn đã xong, việc theo làm phước để rõ lòng thiện nhân, hay là hãy giúp cho kẻ đó mới nhầm. Hoặc giả là năm kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Chính vì thế mà hôm nay tất cả chư đồng đạo của chúng ta đã và đang thực hiện cái nhiệm vụ, cái bổn phận của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chứ giờ mình nói bình thường mà mình không thực hiện cũng được, quý vị. Thì đây mới chính đích thực là cái việc làm để rồi vượt hàng mấy trăm cây số, hàng 700-800 cả ngàn cây số. Mặc dù là vượt qua những cái phong ba thử thách khó khăn gì bất kỳ, thì đoàn của chúng tôi cũng đã thành công đến nơi để là tận tay trao gửi cho tất cả bà con nghèo. Thì đến đây là cái điểm thứ hai, và buổi chiều hôm nay thì một tí nữa sẽ cấp thêm một cái điểm thứ ba là điểm sau cùng. Thì hy vọng rằng tất cả bà con mình, mạnh thường quân cũng như quý vị cũng có thể đồng tình hưởng ứng để là ủng hộ. Đây tới chiều 2 tiếng nữa cho cái chuyến đi này được vui vẻ, hoan hỷ, an lạc để công đức Phật từ bi vô lượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Ngôi là Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, đây là những bà con bệnh, nhưng mà bây giờ đi Châu Phú thấy rất là đông em bé luôn, xanh quá chừng nhiều luôn rồi, bây giờ không dám quay đâu quý vị, sợ bị bán quyền, mong quý vị thông cảm nha. Bây giờ tí không nè, hỏi sao mà không khổ, vì bà con đây rất là khổ. Châu Phú mời vị và Linh Hòa cùng với quý đồng đạo tiếp những cái phần hàng xuống nha. Ai như đào hả, không dám quay em bé. Bán quyền ai có phiếu vô xếp hàng đi bà con ơi, bà con nào lãnh dò về trở lại lãnh đồ. Bà con mình xếp hàng đi rồi
lãnh đồ rồi để cả ông bên rồi nữa lại lựa đồ quần áo ra. Hỏi cô ba là cho làm sao nè, bánh nè, tiền bà tính cho ngượng bọc hay là bà phát nít riêng kìa, nít mới cho quà rồi. Kêu cho theo phần đi nó dễ hơn. Mà đem vô trễ xe mới lại. Cho theo phần đi, mà hỏi của ba một phần vậy nhiêu nè, 70 nè. Đặng cho nó đủ. Một bao này vô nhiêu á? Tiên ơi, ghi này gì tiên? Tiên ơi, ghi này gì ạ? Phải không á? Cái cô hỏi bên cánh cô có ai á? Mà không biết phải 35, nãy 23 đúng đâu luôn. Nãy 23 đúng đâu. Phải không đây à? 23, ừ, nếu 35 là 23. Không, ông sư ông kêu quan á cho để cho gọi mới cho, ông sợ lộn xộn nè. Lộn xộn gì bằng áo mà. Ông sợ lu bu ra đây nè. Dưới sao cũng mà. Mười bao nữa. Ê mấy đại ơi, trong khi chờ đại đem đồ lên, mấy đại phát biểu đi kìa. Để quà phát biểu đi, đang còn thời gian. Còn 2 điểm nữa phát biểu đi. Alo. Nam Mô Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua giờ này thì nhận thấy nhìn chung trong cái chương trình của buổi chiều hôm nay, do cái thời gian hết sức là cấp bách, đoàn đi xa và phát cái điểm đầu tiên của cái ngày đầu tiên, đây là cái điểm thứ hai, do cái thời gian không có cho nên giờ đây thì bắt đầu vào cái chương trình cấp phát quà cho cái bản làng thứ hai, cũng là một làng cùi hết sức là khó khăn và nghèo khó. Thì giờ đây chúng tôi cũng xin đại diện cho các vị mạnh thường quân ở trong đoàn chân thành kính cảm ơn đến với các vị mạnh hội chữ thập đỏ, các cấp chính quyền của địa phương đã quan tâm để rồi là cấp phát quà tặng tay cho bà con những cái đối tượng hết sức là khó khăn, phù hợp, rất là nghèo ha. Thôi thì giờ đây một lần nữa xin chân thành cảm ơn hết toàn thể các mạnh thường quân đã vượt qua hàng xa để rồi đến đây cấp phát quà cho bà con mình. Xin thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tam bảo của linh đức Phật đức thầy gia hộ cho toàn thể các vị mạnh thường quân lúc nào cũng được an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Xin hồi hướng công đức lành này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi xứ đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãi kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thôi thì giờ đây chương trình sẽ bắt đầu tiến hành nhanh gọn lẹ cấp phát quà cho bà con. Vậy thì bà con mình xếp vào thứ tự ổn định để cấp phát quà cho nó gọn mau ha. Bây giờ tập trung qua bên đây đi rồi mình xếp hàng vô thứ tự luôn, cấp phát quà luôn cho nó rồi nha, mau. Rồi đứng gấp này, ai kiểm phiếu phát luôn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một hộ thêm được 50.000 đồng. Kêu anh phía chính quyền lên cái phía ở Tiền Giang hỗ trợ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Và Châu Phú nữa. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hả? Muối chưa đem xuống nữa kìa. Bảo giờ thiếu hết rồi hết trơn. Mới có 49 nè. Hối thúc không? Mình gì ba không có đủ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. 49 kể như này 50 đi. 50. Còn khoảng 20 lắm đúng không? Không có, có gì cho nấy đi. Muối giờ hết cái đường rồi. Muối với giò kìa. Con 2 triệu nè. Muối đâu mới để? Đừng đổ lại đi, mà
muối là nhiêu ta hai chị? Dưa muối có rồi. Con đưa con 50 tấm rồi đó. Con mượn giùm con 20 tấm nữa ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Quan để đổ tiền cho đủ. Đang bị thiếu 20 tờ. Rồi có bà con nào có 20 triệu 20 tờ 50 không? Dạ 50 tấm rồi. Thôi phát trước 50 tấm đi. Nha, phát trước 50 tấm đi. Còn cái bà con nhận sao thì ấy. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây muối cô. Đưa muối qua đây luôn. Muối đây bà anh, có rồi, có rồi. Đây. Rồi phát đi, phát đi, có muối rồi, có muối đầy đủ rồi, phát đi. Bừng. Ai lấy biếu rồi lấy đồ. Rồi bưng đi, bưng đi. Bưng đi, bưng tiền qua đây luôn. Cái này nhận tiền chưa? Rồi rồi, qua đây nhận tiền, qua đây nhận tiền. Đây có đấy. Rồi nó có bao nhiêu phải? Qua đây. Cái đó chưa có vẻ muối, chưa có vẻ muối. Ôm mà nữa nãy. Ta để bản kìa. Chú phát đi ra ngoài người ta mới nhận tiền. Ra ngoài mới nhận tiền. Cảm ơn chú. Đi ra. Ê tên. Mày qua đây nè. Ê. Đây. Củ cải muối á. Người ta có gọi một bao bánh nè kìa. Tại ai tự nhiên nhào nhào cái muối hoài. Qua bên này đây cô. Từ. Ở đó kêu hoài. Có không được, có không được rồi đi. Bà tôi tiếp cho. Không. Mệt không nè, mệt không nè. Bà đây có mệt không nè. Đưa gạo trước đi. Rồi sao tự nhiên đâu có tiêu hết ra rồi ta. Bên xã không có tao chạy chợ. Người ta bưng giùm rồi, ông cứ nhiệm vụ cho đi. Tiền ơi ông. Chú đưa bao gạo đi. Rồi chuyển lên nè, mấy anh em vô phụ. Ê, mời ông bự giùm bao gạo đi. Ê, mời giùm bao gạo đi. Rồi, bao gạo tao nè. Rồi, tôi đây là đây. Chú phải đưa gạo trước mới được. Lại đi đây rồi cho ông. Đâu rồi, nó bảy gạo đó trong đây. Bây giờ ai đưa gạo, ai đưa mì thì đưa mì đi. Cái nó vậy, người thì đưa gạo, người đưa mì đi. Một phần đó. Nhưng mà phải trợ giúp luôn. Rồi. Chú ơi, quay nè, để qua. Ở đứa sau lưng đường trước. Nhìn nè, đứa sau lưng đường trước kìa.
chú ông ôm tiếp bé này nè, con đâu đâu rồi con đi ra đi rồi chú đó đó anh giúp đi cho nó đi rồi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Con này ôm đi rồi à. Cô chú ôm tiếp, dinh tiếp con gạo trên ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy ơi. Dinh tiếp con gạo vô con này. Đó đó đi thẳng tay rồi đó cô đó đó ông nha. Đưa chú đưa gạo trước mới được. Nó trẻ, nó trẻ thì cho nó bưng luôn đi. Còn chú để mì, cô để mì lên cho chú này để gạo trước nè. Phần bận chú để gạo đi. Người trẻ đưa lên luôn. Khỏi giờ trợ giúp. Phan, chú thấy người nào trẻ chú đi gạo trước giờ đằng này đi mì đi chú bận chú đi gạo bên đây đi mì chú chị gạo không đi chú chị gạo không đi 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 có người cho lo vô đó đi rồi đưa gạo này nhỏ nè 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 trẻ nè Phan đưa nhỏ này gạo giùm tôi đi để cho chú đó, chú bằng gạo bên đây bằng mì chú bằng gạo bên kia bằng mì đi rồi cô này lấy mì lên rồi vậy đi chú là gạo không đi bên đây là mì bên đây người ta cho vô ly muối bánh rồi đưa vô cho nó rồi rồi chú lên già cho giúp trẻ nó bưng được hết trơn à hỏi luôn rồi đưa gạo lên nổi trơn à nó trẻ khô rồi nó có già đâu ra ba bước là để xuống rồi gọi đưa gạo chú đưa gạo bà đâu có được có rồi có người cho giúp rồi ông cứ đưa đi nổi mà nó ra đó là bỏ xuống liền à bước ra 10 bước là bỏ xuống rồi soạn lại bước ra 10 bước à rồi đưa lên lấy tiền chứ lấy dầu thanh niên giúp đâu ấy hiếu chưa chú đưa gạo vô tại vì bao gạo 20 kg á nó hơi nặng Hai bịch muối ở đây làm đó theo cái này từ này là không được ngủ luôn em bé ngủ rồi mỗi hai bình luôn anh hai đứa 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 cho chị này em nghe đây chị ngủ ôm cho cho người bưng giùm đi cho người bưng giùm nó đi lấy hai phiếu luôn đi cho nó bưng giùm luôn đi không có người bưng giùm một phần phan chú đứng đó đi kêu ông nó đứng đó đi rồi một phần tán bưng giùm phần này nó đi nhỏ này hai phần bưng giùm nó luôn đây cái đầu rồi kìa chỉ ra đó đứng đó đi đây này nhỏ này nè rồi đi đem nhỏ này anh ơi nhỏ này hai phần nha nhỏ này hai phần hai đưa muối là hai bọc muối nha. Nó hai phần ở đây là muối đây còn nè
hai phần gạo để trước mới được. Bà gỡ hết muối rồi, tao không còn cái này. Anh nhảy hả? Đây tôi tiếp chưa? Đây, thêm mấy luôn vậy. Đâu? 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 Hai phiếu lên nút ôm mai bao gạo đi. Bao gạo nữa đi. Hết rồi thôi. Rồi đây ấy, bao gạo nữa. Đâu ai là Phật, thành đạo mạnh khỏe đâu có cửa nào cũng do phụ hộ trợ.